Hi, xin chào các bác. Chào buổi sáng tất cả các bác nhé. Đây này, hôm nay thì em rất là view rất là sớm vì một thời tiết mấy ngày này rất là nắng các bác, phục vụ các bác rất là nhiều. Đây này, view các bác thật là sớm để các bác xem thì những con nào các bác vừa phòng của các bác, vừa túi tiền của các bác để các bác mua các bác nhé. Đây thì sáng sớm thì em đã phải đóng hàng đây các bác này. Đây, sáng sớm thì 4 đơn gửi đi cho các bác đây. Đấy, ok chưa? Sáng sớm là 4 đơn đi cho các bác đấy, các bạn. Đấy. Nên buổi sáng thì view sớm để các bác lựa chọn. Để hôm nay có thể gửi view điện sớm cho các bác. Các bạn, đây, view luôn hai cái mẫu điều hòa. Hai con này là máy 12 nhá, 12.000. Nhìn những cái phi cơ mặt đất này các bạn. Chạy thì thôi rồi, cứ gọi là khỏe, đắp chặt bông các bạn. Mùa đông, mùa hè vẫn đắp chặt bông các bạn. Đấy, thì hai mẫu điều hòa nhà em này là điều hòa full tính năng, hiệu Panasonic các bác nhá. Hiệu Panasonic, hàng full tính năng. Đấy, con này này, full tính năng luôn, SX289A nhá. Dàn giếc tất cả mọi thứ đều là ok các bác nhá. Đều là ok luôn. Hàng full luôn các bác nhá. Máy 12 giải quyết được phòng 15-16 m². Con này chạy 15-16 m² chạy thoải mái. Nói chung là cứ mang tên là khỏe như châu đất các bạn. SX289A. Đấy, tổng khối lượng ở nhà là 11 cân, 11,5 cân, chạy 990W các bạn nhé. Điện áp thì 100V. Con này còn full tính năng, lưng nia rộn ràng. Ecolavilalo. Đây này, SX289A cùng mã luôn. Ga nó xài ga 410, 1,11 km ga 410. Tổng khối lượng ở trong nhà là ngoài trời nặng 30,5 cân. Đồng thì vàng chẽ luôn. Vàng chẽ luôn các bác nhá. Máy 12.000 mà full tính năng. 12.000 mà full tính năng. Như bây giờ em đang phân phối cho tất cả các bác với giá là 6.300.000 tặng 3 mét dây điện các bác nhá. 6.300.000 tặng 3 mét dây điện. Các bác thấy ok không? Còn dù nó lại là full tính năng, lưng nia, giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, đều là inverter, tiết kiệm điện 2 chiều, nóng lạnh, hàng full tính năng, lưng nia. Và bây giờ em bán phân phối tất cả các bác, tất cả các đại lý với giá là 6.300.000 tặng 3 mét dây, tặng 3 mét dây điện các bác nhá. Hôm qua nhà em cũng đã mua dây điện này các bác này, mua thêm mấy cuộn dây điện để tặng cho các bác. Đây các bác này, ok chưa? Tri ân khách hàng. Đấy, một cách đơn giản cho các bác đủ đồ, tiết kiệm chi phí để lắp đặt điều hòa các bác nhá. Tiếp cận chi phí một cách đơn giản nhất các bác nhá. Máy 12. Con này cũng vậy luôn. Đây. Con này cũng máy 12.000. Cũng 289 đây. Phi cơ mặt đất đây. Cục nóng lạnh to kinh khủng. Nóng lạnh to kinh khủng. Con này full tính năng các bác nhá. 289XB. Đấy. Đây. Bên trong của nó đây. Bác ok không? Đấy. Dàn rụa thì biết rõ ok rồi, cái này là các bác phải lưng cẩn thận không gãy. Đấy, coi nha, full tính năng, hàng full tính năng, lưng nia rộn ràng, 289XB. Con này thì nhìn to gấu luôn kia. Đây là 289XB, 1,02 kW cơ mà, nặng 12,5 cân. Con này là gấu nặng hơi con kia. Con này chạy 15 m² thì các bác cứ mang tên là Z luôn. Đồng đây. Đồng cứ vàng chẽ là chẽ luôn. Đồng vàng chẽ là chẽ luôn. Đây này. 289XB đây. Điện áp là 100V, xài ga 410. 1,17 kmA, gần 1 cân 2 ga. 410 các bác. Tổng khối lượng ngoài trời là 30,5 cân. Khá là kinh khủng, từ cục nóng cùng lạnh. Nặng. Nói chung khá nhiều đồng. Bán đồng nát lãi mất. Bán đồng nát lãi mất. Đấy, máy 12 full tính năng. Con này cũng vậy nhá. Con này dành cho bác nhẹ nhàng một chút. Con này nhìn các bác gấu một chút. Đấy các bác nhá. Hai con máy đều là giá 6.300.000 tặng 3 mét dây. Thôi nhá. Hai con. Đây. Gọi là hai con luôn. Các bác nhá. Hai con thông số kỹ thuật thì như nhau, đều là máy 12.
đây này, hai con máy 12 giải quyết được phòng 15-16 mét vuông đổ về, giải quyết thoải mái. Với giá như hôm nay em bán tất cả cho các bác với giá chỉ có 6,3 triệu, tặng 3 mét dây điện các bác nhá. Các bác mua đều có quả hết, tặng 3 mét dây cho các bác, bạn ok chưa? Đấy, các bác cần thì inbox trực tiếp em, số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Đấy, em đọc lại số điện thoại của em này, 0961519122. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Cuối video thì chúc toàn thể các bác có một sức khỏe tốt các bác nhá, một buổi sáng thật vui vẻ. Các bác thấy kênh hay cho em một lượt thích, cho em một lượt thích các bác nhá, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Nếu ai mà chưa đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất tại shop hàng bãi nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Cảm ơn tất cả các bác nhé.